Ở giai đoạn này là hôm qua mình được 8 ngày đó bạn, bây giờ bắt đầu mình bỏ diêm vào lỗ các bạn. Mình đục cái lỗ nhỏ bên trong nữa, sâu xuống khoảng cỡ 5 cm thôi bạn. Bây giờ mình bỏ diêm NPK bạn. Mình bỏ NPK là ăn cò bạn. Bao ăn cò 50 kg giờ là 1,1 triệu. Giai đoạn này là hôm qua mình ra được 6 lú đọt rồi, ra được 5-6 lá nhám rồi. Có cây lú đọt luôn rồi. Đó, mình bỏ diêm á. Muỗng cơm mình bỏ cỡ hơn nửa muỗng là được rồi bạn. Mình bỏ xong rồi bắt đầu mình cắm trà. Giai đoạn này là nếu mà lú đọt là nhanh lắm. Hai ngàn năm trăm gốc của hoa mình bỏ khoảng cỡ hơn nữa bao 50 kg, hơn nữa bao 50 kg cò, bỏ không có hết bao lỗ. Một lỗ đục cách nhau 5 tấc, nằm giữa hai cây. Muốn ăn cơm mình làm bỏ hơn nửa muỗng là được. Còn là 20 20 15 đó các bạn, cộng te cộng thêm có thêm bo với kẽm rồi. Bỏ xong cái quay là mình tưới nước rồi. Tưới nước trong quá trình nó tưới cái đất nó trên nó chảy xuống luôn, tại mình đục cái lỗ nhỏ bên trong bạc nữa. Mình lấy cây mình ấy lỗ nhỏ cho mình. Tưới nước cái đất chảy xuống nó lắp diêm lại cho NPK lại cho nó sẽ không bốc hơi được rồi. Còn mình không đục thêm lỗ nhỏ trong nữa, mình tưới nước nó sẽ dễ bốc hơi lắm. Nó không có đất nó không có lắp lại. Mình xối nước cái nước tự động lắp lại luôn rồi. Cho nên đất nó chảy xuống lắp lại. Nên thế nắng này diêm không có bốc hơi. Nó tan đều trong đắt cái rễ khổ qua ra nó ăn luôn bạn. Giai đoạn này là khổ qua mình được 8 ngày rồi, hơn 1 tuần nữa bạn. Bây giờ mình phun thuốc các bạn. Giờ mình đang phun thuốc là siêu chết như là Confitin các bạn. Cộng thêm một ít thuốc dưỡng rong biển các bạn. Đây ở mình sử dụng chai, mình chiết ra nắp khoảng cỡ 15 cc các bạn. Mình phun kèm theo thuốc sâu cho nó mát, cái qua nó mau lên. Phun cho nó đầy đủ chất, mau lên. Mình thấy có sâu với đầy xanh rồi các bạn. Sâu tơ, sâu non ở trong đọt khổ qua. Mình phải xịt xịt cho nó chết chứ để nó cắn hư đọt. Bữa nay cũng 28, 27, 28 rồi, cho nên mình phải tranh thủ xịt. 27, 28 tháng chạp rồi mà. Xịt đều hết cây cho thầy ướt ơi cây khổ qua các bạn. Mình xịt Confitin với lại siêu chết đó các bạn. Confitin thì cái thành phần nó có Abamectin nữa các bạn. Nó giống như là 3.6 EC các bạn. Nó chất nhũ dầu, nó có nó bám dính hay lắm các bạn. Rất là tốt là bề mặt lá. Cử vậy rồi khoảng cỡ 5 ngày đến 7 ngày mình phun một cử nữa các bạn. Sâu ít đó, nếu mà sâu nhiều mình phải phun nhắc lại 2 ngày liên tục. Còn sâu ít thì mình xịt vậy là mình sáng sớm mình ra coi coi nó có chết không. À, nó chết thì mình khỏi cần xịt nữa. Sau ăn trúng thuốc sáng mơ là nó chết, nó nằm ra nó chết ngắt, nó cứng ngắt hả các bạn. Để ý. Giai đoạn rất quan trọng để nó đi đọt các bạn, mình phải xịt kỹ. Chào các bạn, khổ qua mình hôm nay là trồng được 15 ngày rồi các bạn. Bắt đầu đọt nó dài rồi. Đọt dài rồi đây. Giờ ở dưới mình mẻ bắt đầu bung rất là nhiều tược. Nhánh nát bung theo đây này rất là nhiều luôn. Này chuẩn bị lú lú nhánh nát hết rồi. Đây. Giờ mình bắt đầu chuẩn bị giăng dây, tranh thủ giăng dây. Hôm nay làm Tết là mùng 1, mùng 2, mùng 3 rồi mình đi chơi Tết đó. Đi chúc Tết rồi cũng chưa có làm xong nữa.
Giờ nay bắt đầu tranh thủ nhân dây đừng cho dây qua nó bò lên. Nay bắt đầu mình nhân dây này, nhợ nè các bạn. Mình kéo nhợ. Mình kéo nhợ xong cái bắt đầu là mình quấn nhợ vô cái trà này trên quấn xuống. Ở trên mình quấn xuống, ở trên đó trên ngay đóng đó, là bắt đầu mình quấn xuống. Quấn xuống cho tới ở dưới luôn. Này, sau đó mình sẽ bắt đọt qua lên cái cọng nhợ này, mình sẽ tách hai cọng nhợ làm đôi ra vậy, mình xỏ đọt qua vô, mình sáng lại mình xỏ đọt qua vô. Đó. Tạm trà xong và cột trống xong hết rồi, giờ dân nhợ cho đừng cho mắc đọt qua, cho qua nó dây qua nó bò lên. Mình cầm trà cột trống xong hết rồi, dân nhợ sau khi dân nhợ xong hết toàn bộ mở qua nó bò lên rồi, bắt đầu mình dân vàng ở trên, mình kéo nhợ ở trên nó, kéo nhợ ở trên cho bò ra vàng các bạn, kéo nguyên đường nhợ thẳng ra vào đó luôn. Cái đó thì không cần gấp, chỉ là mình giai đoạn này là mình phải dân nhợ đi trước cho dây qua nó bò ở dưới bò lên. Qua mình được 15 ngày rồi, giờ bắt đầu mình mẹ vừa đi đọt vừa bung nhánh luôn, nhánh nát ở nách lá nó sẽ bung ra đi theo lên luôn. Này. Mình bắt đầu xong hết rồi, bắt đầu mình quay lại mình xịt thuốc cỏ nữa. Và cái rau này nếu mà rau già như rau xa mà để nhiều quá nó sẽ bị sau này nó bự lên nó sẽ quá sâu rất là nhiều, cho mình sẽ phải xịt bớt. Giai đoạn này là phát triển khổ qua phát triển rất là nhanh thôi. Bữa hổm là được bữa mười, được 10 ngày là mình đã bỏ diêm vô lỗ rồi, bữa bỏ NPK vô lỗ rồi, phân gà mình chưa bỏ cả. Vài bữa nữa mình cũng chuẩn bị bỏ phân gà vô lỗ này, mình cho ăn NPK ăn trước. Bây giờ cây nó xanh như là tính mình bỏ diêm rồi, nó đã ăn diêm được các bạn. Mình bỏ diêm thì sau khoảng cỡ 4 đến 5 ngày nó mới ăn được các bạn. Sau khi diêm trong đất nó chuyển hóa thành cái dinh dưỡng cho cây, cây nó hút nó chuyển hóa lên cây rồi, nó hấp thụ vô cây rồi nó mới phát triển được. Như mình bỏ rồi nó không ăn liền được, phải mất mấy ngày để nó chuyển hóa thành chất dinh dưỡng. Các bạn thấy không? Nếu mình dân lưới thì nó cũng lẹ, nhưng mà sau này dọn thì hơi cực hơn, mình phải rút dây xuống. Còn nhợ mình cắt bỏ luôn là nó nhanh, cho nên ở đây mình làm nhợ không à. Một đường nhợ này thì có 12 cộng. Mà ở đây mình dân một đường là cộng đôi. 12 mình chia ra là được 6 đôi như vậy. Mà từ trên rống này á cho xuống tới đất, tới cái chân trà mình chạm đất à. Là mình dân hai đường nhợ là 24 cộng. Mình chia ra 12 đường như thế này. Chia ra 12 đường như thế này. Có một đoạn là một đường cộng đôi nha. Đó, một đường cũng đôi. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số loại thuốc mà mình đang sử dụng. Hiện tại giờ cái tủ thuốc nhà mình sử dụng thì khi nào cần xịt mình mới ra cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật mình mới mua được các bạn, chứ không có sẵn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số loại thuốc mình đang xịt trong giai đoạn này. Nói chung là cái giai đoạn này là sâu rất là nhiều các bạn, sâu ở trong đọt khổ qua nè, nhất là sâu tơ. Chiều nay là bắt đầu mình xịt rồi, mình mới đi mua sáng, tại vì trong đọt mình thấy có sâu rồi nè, trong đọt có sâu rồi. Thầy xanh cũng có nhưng mà chỉ có 1-2 con các bạn, không có nhiều. Mình thấy nó bay ra 1-2 con. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn một số loại thuốc nha. Chiều đây bắt đầu mình phun. Mình phun bình 16 lít nha các bạn. Đám mình trồng là khoảng cỡ 2000 mét vuông. 2000 mét vuông thì mình trồng 20 mấy bịch hạt khổ qua các bạn. Mình tự hao là mình mua 30 bịch nhưng mình trồng không hết, còn dư là 5 bịch. Mình tính là mình trồng chỉ có 25 bịch thôi. 25 bịch khổ qua thôi. Là tức là được 2500 gốc các bạn. Tại qua mình trồng lỗ là 5 tấc. Dây này, cách dây này là khoảng 5 tấc. Mình ỉnh này là mình ỉnh
trên lệch chắc cũng không đúng 5 tấc lắm, mà có khi là 4 tấc mấy, 5 tấc. Là mình nhắm là mình ịnh trên bạc luôn, mình lấy cái chập bạc mình ịnh. 2500 góc này mình xịt có thể là khoảng 2 bình các bạn, 2 bình 16 lít. Cái đám ruộng qua mình nè, 2500 góc là 2000 mét vuông nè, là mình xịt được tầm 2 bình 16 lít. Đây. Thuốc giờ mình chuẩn bị chiều nay mình xịt nè. Mình sẽ sử dụng ba đăng Nhật. Đây, ba đăng của Nhật. Mình sử dụng ba đăng của Nhật. Ba đăng của Nhật này cũng hay đó các bạn. Đối tượng gây hại là sâu cuốn lá, sâu lục thân rầy nâu nữa các bạn. Sâu khoang rầy nâu thì nói chung là mình trị cả ra cái tất cả rầy trắng rầy xanh rồi luôn được hết. Thành phần là mình chú ý cho cái thành phần là hoạt chất các bạn. Catap hydro chloride 950g trên 1kg luôn. Thuốc này xịt cũng rất hay. Mình xịt thuốc này vừa trị sâu mà vừa trị rầy được luôn. Mình cộng thêm thằng hay ba, cộng thêm là thuốc trừ sâu Regen 3.6 EC mà. Đó. Mình sử dụng thêm thuốc này, mình sử dụng hai này đó là được các bạn. Này là dạng nhũ dầu các bạn, thành phần là abamectin nè các bạn, là hoạt chất. Này là dạng nhũ dầu các bạn, còn này của ba đăng Nhật là dạng thuốc bột nước trong màu xanh. Mình pha hai loại này, này pha một gói này mình pha khoảng tầm khoảng cỡ 4 bình mà, gói 4 bình đồ con luôn nha, đồ con tầm khoảng 15 ngày là tuổi á. Còn này mình pha cỡ 15cc là được rồi, 15cc được, còn đừng pha đậm quá các bạn, dùng liều cao hơn thì nó không tốt cho cây, sợ nó bị nóng. Rồi trong quá trình đó mình có thể cộng thêm thuốc phân bón lá các bạn. Đây phân bón lá mình sử dụng là phân bón lá NPK Halifat đâm chồi kéo đọt, dưỡng cây, dưỡng hoa, đậu quả, dưỡng trái, lớn trái nè. Cái này mình xịt giai đoạn nào cũng được bạn. Từ lúc cây con nó có lá nhám cho đến lúc mà mình có thu hoạch luôn mình vẫn sử dụng, vẫn bình thường. Sử dụng cho từng giai đoạn, nên phần nó thì có đạm thì có 0.09% nè, lăng hữu hiệu nè là 0.36%, kali hữu hiệu nè 1.44% nè, magie nè đó, canxi có luôn nè các bạn, canxi CA nè, canxi nó cũng có 0.00 mấy%, 9 mấy% nè, rồi chất hữu cơ hết 5%, cái độ pH đó, tỷ trọng nữa nè. Nên mình xài giai đoạn này là được hết, cây nó đọt nó rất mập, mình sử dụng đọt rất mập luôn nè các bạn thấy không. Mình xịt cách nay khoảng cỡ 7 bữa rồi các bạn, trước Tết tới nay rồi 7 bữa rồi. Mình xịt bữa hôm nay mùng 5, mình xịt bữa 28-29 các bạn. Nay mình thấy có sâu rồi, giờ mình quay lại mình xịt thêm cử nữa. Hiện tại giờ qua thì không có bệnh gì á. Qua giờ nó cây nó rất là lá, rất là mướt, không có bệnh gì. Có điều cỏ hơn nhiều thôi. Tại mấy vô mấy ngày Tết mình cũng không có làm kịp các bạn. Cắm trà xong quay lại dân dây rồi hết 3-4 ngày là mình đi giúp Tết rồi. Dân dây xong bắt đọt lên hết rồi bắt đầu mình phun cỏ xung quanh này các bạn. Chứ để vậy mua mốt cỏ nó lên cao là sâu nhiều lắm. Mình để cỏ nha, nhiều quá là sâu, sẽ quá sâu đó, nhiều sâu bớm. Đây mình sẽ về chiều nay mình xịt là ba thứ này. Ba đăng Nhật 3.6 EC Regen nè. Với lại phân bón lá này mình kèm theo. Bón lá thì cái sử dụng của nó là mình pha là 10ml cho bình 8 lít. Thì mình sẽ sử dụng bình 16 lít, mình sẽ pha chừng 15cc thôi là được rồi. Đầu con mình pha 15cc là được rồi, không cần phải pha quá đậm không tốt, 15-20 cũng được. Mình pha sử dụng, nếu mình sử dụng phân lá nhiều quá nó cây nó sẽ bị bội thật, đọt sẽ bị teo lại, tại bị dư á. Còn nhỏ thì mình xịt vừa đủ là được rồi, 15 cho đến 20cc cho bình 16 lít là được rồi. Mình sử dụng cho từng giai đoạn luôn nha. Mình sẽ phụ xịt kèm theo cái hai thuốc này, kèm theo cái chai này, chai phân bón lá này thì làm cho cây nó không bị nóng mát nữa.
làm cho cây nó mau lên, đá bơi đủ chất dinh dưỡng nó mau lên, canxi chất lá, canxi chất cây với lại cây nó chất khỏe nữa. Ngoài ra ở trong đây thì bo thì bằng bo không có, cây nó thiếu bo cái đọt lá nó cũng sẽ bị vàng nữa các bạn. Thiếu bo là cái chậu sinh trưởng nó sẽ yếu, mình phải phun thêm bo vô, mình có thể phun kèm theo bo trát các bạn, này bo trát này phun kèm thêm kèm theo của hợp trí các bạn, của công ty hợp trí đó. Là mình sử dụng là ở đây nó để liều dùng là 20-30ml cho bình 25 lít nó, nhưng mà mình xài đồ con thì mình xài khoảng tầm 15 cho đến 20cc là được rồi các bạn, cho bình 16 lít, 15cc cho bình 16 lít là được rồi. Đồ lớn mình xịt 30 được, cái đồ này thì nó cũng mới lớn 15 ngày thôi, mình xịt chừng 15cc là được rồi. Mình có thể thêm nắp 15cc cho cái chiều nay mình xịt vậy nè. Là cái này là cái gói này 4 bình ha. Rồi cái này là mình cho pha 15cc nè. Cái này chia làm 4, gói này chia làm 4, gói này là 100g. 100g nè. Cho coi mình coi 100g nó để đâu. Nè. 100g nè các bạn. Khối lượng tịnh là 100g nè. Làm chia làm 4 bình. Còn nếu lọt nữa bạn có thể chia 5 bình cũng được, mà lọt quá 4 bình là vừa nè. Pha chung 15cc của hàng 3.6 này, 15cc của phần bóng lá NBK Halifax nè. Chia 15cc của này nữa. Bo. Đó. Có thêm một ít bo nữa. Tại mình thêm mỗi thứ có một ít, không có mà xịt mà hai loại phân bóng lá nó giống nhau được, không phải khác. Thành phần có thuốc trừ sâu, thuốc trừ rầy cũng vậy. Mình pha phải chú ý cái thành phần ở trong đây nó phải khác nhau mới có hiệu quả được. Chứ nếu mà hai thành phần hai lọ mà nó giống nhau nên mình sẽ xịt sẽ bị tăng liều các bạn. Ví dụ hoạt chất abimetin bên đây có không? Bên đây lại có abimetin nữa. Thì mình pha nó sẽ bị tăng liều, nó phải khác nhau được, phải chú ý đến cái thành phần. Vậy mới có hiệu quả. Nếu cầm cộng thêm từ hai loại thuốc trừ sâu cho đến ba loại thì phải chú ý cái thành phần. Để không trùng trực cái trùng hợp là mình xịt nó sẽ bị quá liều các bạn, sẽ không có hiệu quả. Cho bạn xem chiều nay là mình xịt như vậy các bạn. Chuyến sau mình có thể đổi lại thuốc khác, tại mình xịt mình luôn phiên thay đổi thuốc cho nên mình xịt cái nào mình sẽ mua cái đó các bạn. Và chuyến sau mình lại mua loại thuốc khác nữa. Chuyến sau mình có thể đổi lại Confitin cộng với lại siêu chết các bạn, siêu chết. Bây giờ tạm thời mình sẽ xịt thuốc này trước, tại giờ hiện tại giờ rau sâu rầy nó cũng ít. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi đám khổ qua của mình nhé. Cỏ dở lên quá trời luôn các bạn. 15 ngày các bạn. Khổ qua này bỏ hộp là bữa 20 các bạn. 20 tháng chạp. Nay là mùng 5 tháng giêng rồi. Rồi được 15 ngày các bạn. Mùng 5 tháng giêng âm lịch các bạn. Vừa ăn Tết xong rồi. Nay mùng 5 mà. Hiện tại giờ mình đang cột dây chưa xong các bạn, đang dân nhợ. Mình kéo nhợ này xong là bắt đầu mình quấn trên trà từng cây xuống các bạn. Quấn từng cây xuống nó mới giữ con nhợ này chắc vô đây, nó không bị tuột. Sau đó mình dắt đọt khổ qua lên là vừa. Đọt khổ qua như vậy là dắt vừa rồi mà. Cục quá thì dắt không được. Mà dài quá thì mình nửa mình dắt thì nó hơi khó dắt chút. Như vậy là giờ dắt nó sẽ bám nhanh. Mình để dài quá nó cây này sẽ quấn đi kia. Với lại mình để dài nó nằm dưới đất đó, nó trong cỏ nó sẽ dễ bị sâu. Khó sẽ thúc lại nó, còn bắt lên đều thì sẽ thúc lại nó sẽ nhanh hơn. Bắt lên như thế này nè thì mình sẽ dễ quản lý sâu rầy hơn. Còn mình để bò tùm lum thì mình xịt thuốc sâu rồi nó rất là khó xịt. Cũng có rầy một hai con, tháng này nắng lại là bắt đầu có rầy. Rồi mình rau dền rất là nhiều luôn các bạn. Này dền cơm này mình luộc chấm nước tương với lại luộc trứng hồng vịt lên là dầm nước tương là ngon. Giờ với lại sam các bạn rất là nhiều luôn.
giờ này là vừa ăn luôn, đọt rớt luôn. Bây giờ là mình bắt đầu dắt lên, mình sắn mình dắt lên nè. Giai đoạn mà này hôm qua mà tầm 15 ngày là nó lên rất là nhanh. Mình làm đất, mình xới đất rồi, mình phơi đất rồi, đất nó xốp. Cho nên tháng này trở đi là bắt đầu cây rất là dễ làm. Nhưng mà cách bước qua tháng 2, 3 bắt đầu sẽ rất là khó làm. Giờ hiện tại giờ thì hiện giờ thì còn nằm tháng giêng, còn dễ làm quá. Nhận dây xong rồi bắt đầu mình dắt đọt qua lên hết. Bây giờ thôi mình cũng kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé.